Dạ rồi, em xin phép chào hai vợ chồng anh chị nha. Dạ. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu hai vợ chồng anh chị tên là gì và đến từ đâu? À, tôi Bùi Văn Lộc, đến từ Kiên Giang, tổ 1, ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành, Kiên Giang. Trương Thị Ký cũng vậy luôn á. Dạ. Hôm nay hai vợ chồng chị là từ Kiên Giang về Bình Dương ạ? À? Đúng rồi. Mình mới ở quê lên luôn ạ? À? Đúng. Mình đi hồi nào? Đi hồi 5 giờ chiều qua tới 11 giờ đêm mới tới đây. Trời ơi, hôm nay về đây là nhờ giúp đỡ gì đây? Đỡ tìm con. Tìm con. Tìm thằng con trai. Là bé trong hình đây đúng không ạ? Đúng rồi. Con trai nhà mình tên là gì anh? Bùi Văn Sĩ. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi? 28. 28 rồi ạ? À? À. Lớn rồi chứ đâu còn phải bé nữa đâu. Dạ. À, con trai nhà mình bỏ đi ngày nào? Đi ngày mùng 8 tháng mùng 8 Tết, mùng 8 tháng Giêng. Mùng 8 Tết năm vừa rồi đấy á? Không, năm 2020. Ồ, 3 năm rồi hả? Dạ, 3 năm rồi. Trời đất ơi. Mày không có biết đường rồi, đâu có biết đường kiếm đâu, cứ đi coi hôm nay hôm kia rồi nói về bữa về cứ nói vậy hoài mà cứ coi rồi đâu có biết rồi tới chừng coi vô tiếng đó mới biết cái tin này mới đi tìm. Vậy là con nhà mình bỏ đi từ năm 2020. Đúng rồi. Mà nhà mình không biết đường đi tìm, mình không chỉ biết đi rồi. Coi thầy. À. Coi thầy là coi thầy bói á hay là thầy cúng? Thầy lên câu cầu người ta lên xác á. Coi ở đâu? Coi ở chỗ quê nhà. Ở Kiên Giang. Dạ đúng rồi. Thầy nam hay thầy nữ? Thầy nam. Là mỗi lần coi mình có tốn tiền không? Có khi không đâu, mình cho người ta thì cho, không cho thì thôi. À vậy hả? Nhưng mình có cho không? Có khi có cho, có khi cũng không có cho. À, coi nhiều thầy chưa anh trai? Coi cũng có 1-2 ông gì đó. À, 1-2 ông. À. Nhưng mà thầy nói sao? Thầy nói tháng dài, ví dụ nói tháng 1-2 tháng nữa có tin, 1-2 tháng nữa có tin, cứ vậy hoài mà cũng không có tin. Vậy là thầy nói 1-2 tháng có tin mà chờ hoài không thấy. Không thấy. Điều đó chứng tỏ là thầy nói không có đúng. Nên mình không có tin thầy nha. Rồi không có thấy rồi mấy thấy cái tin ở trên vô tiếng nè. Mới tìm lên tới trên này. À giờ... hai vợ chồng anh chị coi được anh em đội hiệp sĩ trên TV. À, đúng rồi. Mới tìm lên trên này nhờ anh Hải chứ đội hiệp sĩ của anh em anh Hải tìm giùm. Cái ngày đi là con trai nhà mình còn nhớ được lại cái lúc đi là con trai nhà mình đi vì lý do gì không? Không, nó đi là đi ghe thôi à chứ không có nói gì. Đi ghe? Ừ. Con trai nhà mình đã có gia đình chưa? Chưa. Chưa có gia đình ha? Chưa có gia đình. Anh chị được mấy người con? Ba. Hai đứa. Em này là con thứ mấy? Thứ ba. Thứ ba. À. Thứ ba là út chưa? Út chưa anh? Không. Kế út hả? Gái út. À. Vậy là mấy năm trời rồi không có liên lạc được. Không có liên lạc được rồi cũng biết đâu mà kiếm luôn. Mình đã báo công an chưa? Có báo công an rồi, công an nói là nó đi vài bữa nó về chứ gì, phải mình báo thì người ta nói vậy rồi thôi. Dạ. Ta cũng nói không nói. Dạ. Gì anh chị mới đây có xem được một cái trường hợp rất là hy hữu. À, khi mà cái em trai kia đi từ lúc 11 tuổi mà lấy đúng lúc tìm được là 31-32 tuổi, 20 năm vẫn tìm được. Đó là trường hợp hy hữu thôi, hên xui thôi. Yeah. Hôm nay anh chị về đây có hy vọng rằng sẽ tìm được con trai nhà mình không? Hy vọng là có. Mấy năm trời rồi mình rất nhớ con đúng không ạ? Bởi vì coi á thì người ta cũng nói nó còn sống. Dạ. Chứ không có chết mà nó gặp nạn gì đó. Dạ. Vậy là 3 năm trời, suốt 3 năm trời dài dằng dặc không biết được tin con ở đâu, làm gì, như thế nào. 3 năm trời đấy gia đình nhà mình chắc rất buồn ha. Cũng buồn rồi đi kiếm đi coi là gì đó. Thôi em khuyên nè, em khuyên chân thành đừng đi coi này nha. Đừng đi xem thầy bà nó mất công về lại ảnh hưởng tới tinh thần. À. Nha. Bởi vì thầy bà nói đâu không có đúng đâu. Xem ngày tốt hoặc là làm việc gì đấy mình xem ngày tốt này kia thì được, mình đừng có lạm dụng mê tín quá nha. Gia đình nhà mình làm công việc gì? Làm nghề đi ghe hay sao? Đi làm công, làm trên bờ á. Bờ. Làm công nhật á, công hàng ngày á. Trước kia là con trai nhà mình đã từng đi ghe chưa? Có đi ghe biển. Vậy là lần này là con trai nhà mình đi năm 2020 là vì lý do là đi ghe. Đi ghe. Có đi ghe Bến Tre mấy lần rồi đi không có tới tiền về, không có tiền về. Cái kêu xin tiền gửi qua bển cho nó đi xe về. Hai lần gì đó. Rồi kêu thôi con đừng đi Bến Tre nữa, đi ở đây đi.
rồi nó nó đi theo với chú nó được 6 tháng rồi, cái không biết nghe là bạn bè gì đó hô gần tới kia đi rồi tới kiếm không gặp nó điện nó cũng được luôn tới giờ luôn, tới giờ luôn ha. Rất buồn. Trên cái video này bản thân anh là một người cha xa cách con 3 năm trời rồi, anh sợ nhất điều gì, anh lo lắng nhất điều gì thì em mời anh tâm sự với con. Hy vọng rằng con trai của anh hoặc những người bạn của con trai của anh sẽ xem được cái video này để báo tin cho con trai của anh quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Mời anh gọi tên con ra tâm sự đi. Hôm cha là Bùi Văn Lộc, con Bùi Văn Sĩ. Nếu mà con có được nghe được cái tin cha mẹ tìm con thì con ở đâu con điện về hoặc con báo tin về cho cha mẹ để cha mẹ tìm kiếm con. Và nếu mà có hoàn cảnh gì đó, cha mẹ sẽ tìm cách để đem con về. Ba rất nhớ, rất thương con. Rồi mẹ nào, mẹ tâm sự với con 3 năm trời rồi, mẹ nhớ con sao, mẹ thương con như thế nào, nói đi cho con về. Mẹ cũng nhớ con lắm. Nói lớn lên gọi tên con ra đi chị. Con về Sĩ ơi. Nói đi. Mình bình tĩnh lại nha, mình đừng xúc động quá nha chị. Hầu gì cha đã nói được rồi, tôi không có nói gì. Nghẹn lòng ha, mẹ có vẻ đang là rất là xúc động, nghẹn lòng. Nhà mà vắng bóng đi một người thật sự thì rất buồn. Chắc anh chị trong 3 năm trời qua không có tinh thần để làm việc đúng không ạ? Cũng có người giấy nãy kìa. Rất thương. Anh chị là một người con ở quê hương miền Tây, mà người miền Tây là rất là thật thà và chất phát, rất dễ thương. Nói chung gia đình cũng nghèo. Dạ. Ở đi mà ngày nào ăn ngày đói vậy đó. Làm công ăn lương ha. Làm thì phải có ngày nắng ngày mưa đúng không ạ? Làm được ngày nào thì biết ngày đó thôi. Bây giờ tin con về dù cỡ nào cũng phải chịu con về nghe tin á. Thì có tin con thì một lần nữa chị nói lớn lên họ tên con trai mình là gì? Bùi Văn Sĩ. Bùi Văn Sĩ. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi chị nói lớn lên? Nó 28 tuổi. Rồi bây giờ vợ chồng anh chị có điều nào muốn nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ chia sẻ tìm kiếm không? Nhờ cộng đồng mạng tìm Bùi Văn Sĩ nó về giùm tôi. Nói đi. Anh nói đi anh. Nhờ cộng đồng và đội hiệp sĩ của anh Thanh Hải tìm kiếm Bùi Văn Sĩ về giùm cho con về đoàn tụ với gia đình. Vợ chồng tôi rất là mang ơn anh Nguyễn Thanh Hải. Hy vọng rằng con trai của anh chị hoặc là bạn bè ai đó biết thông tin về con anh chị để giúp cho con trai của anh chị sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Tới giờ phút này thì bản thân em đang ngồi đây được chuyện trò trực tiếp cùng với lại hai vợ chồng anh chị thì bản thân em cũng cảm thấy hơi nghẹn lòng. Thì nếu cô chú anh chị xem video này, em rất mong rằng tất cả cô chú anh chị chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ, hy vọng một ngày gần nhất gia đình được đoàn tụ bên nhau. Cái thời gian mà mẹ xa con 3 năm, cha cũng xa con 3 năm thì thật sự toàn bộ gia đình người thân rất là mong muốn, mòn mỏi chờ đợi để mà hy vọng một ngày được gia đình được sum họp đoàn tụ bên nhau. Đúng không ạ? Đúng không anh chị? Đó là cái điều mà anh chị bản thân bây giờ đang mơ ước nhất. Thì cô chú anh chị có thấy em Sĩ như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đưa em trai sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Còn em Sĩ, nếu em có xem được video này, nếu trường hợp mà em không còn ở Việt Nam mà em đang ở nước bạn, hoặc em đang ở đâu đó mà em không về được, hoặc em bị khống chế, hoặc là em như thế nào đó, thì em hãy bình tĩnh, em tìm đủ mọi cách để liên lạc về số của các anh đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương qua số điện thoại 0913785858 để các anh có cách có hướng để mà tư vấn cũng như là giúp em sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình một cách an toàn nhất. Thì cuối video này thì em không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho vợ chồng anh chị thượng lộ bình an về quê nhà ở Kiên Giang, quãng đường rất là xa ha. Và đặc biệt là chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và sớm nhận tin vui là con trai sẽ quay trở về một ngày gần nhất nhá. Yeah. Anh chị cố gắng nha. Dạ rồi, thì em cũng xin thay mặt anh em cũng như là thay mặt gia đình anh chị đây là gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em xin chào và xin hẹn gặp lại.